Thưa quý vị, nghề xe ôm đã có từ rất lâu và với sự phát triển của công nghệ thì hiện đang có rất nhiều người tham gia vào đội ngũ này. Ngày nào thì cũng sẽ có những nguy hiểm nhất định và rủi ro lớn nhất đối với nghề xe ôm, đó chính là cướp giả danh hành khách, dùng hung khí để cướp tài sản. Và trong trường hợp các tài xế xe ôm của chúng ta bị hành khách dí dao đe dọa và cướp xe cướp tiền thì sẽ xử lý như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Khi ta bị hành khách đi xe dùng dao uy hiếp thì ta phải xác định được tay dao của đối tượng và đồng thời dùng lời nói lấy bóp lấy ví để làm phân tâm đối tượng, là tay ta chụp vào tay dao của đối tượng, đẩy ra ngoài, dùng tay còn lại đánh mạnh vào mặt đối tượng và buông xe bỏ chạy để cầu cứu. Thưa quý vị, những kỹ năng này sẽ rất hữu ích trong trường hợp các tài xế chúng ta gặp cướp. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi chở khách, các bác tài cần phải đề phòng. Hạn chế đón khách trong khoảng thời gian từ 24 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Đề phòng khi chở khách qua những tuyến đường hẻm lạ hoang vắng. Nếu nghi ngờ hành khách có ý đồ xấu, hãy chạy xe đến những nơi đông người. Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.